the bell for regular updates on these exciting topics. Show us with a thumbs up that we can keep you engaged with the content of our. Kính thưa thầy cô và các em, cùng với những tác phẩm như Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, Chí Phèo, Lão Hạc của Nam Cao hay Bước Đường Cùng của Nguyễn Công Hoan đều là những tác phẩm văn học phản ánh hiện thực xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng 8 đầy cơ cực với những nỗi khổ. Ngoài ra, trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 hiện hành còn có một đoạn trích khái quát khá sâu sắc chi tiết nỗi khổ của người dân trong một sự kiện cụ thể, và đó chính là nạn đói rùng mình năm 1945. Và chúng ta cùng chào đón trên sân khấu phần thi của chi đoàn 10A8 ạ. Đó chính là tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân ạ. Xin mời chi đoàn 10A8. Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em là Minh Châu, đại diện cho tập thể 10A8 xin giới thiệu cuốn sách Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Mỗi một tác phẩm văn học hay và tạo trong lòng độc giả một địa vị nhất định thì đều ẩn chứa một điểm sáng tuyệt vời. Người nghệ sĩ tài năng là người biết nắm bắt và đưa vào tác phẩm những điểm sáng tuyệt vời đó. Viết về đề tài người nông dân, ta từng biết đến một lão Hạc nghèo khổ bất hạnh nhưng lại có một tâm hồn đẹp trong tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, hay một ông hai chan chứa tình yêu làng quê đất nước trong chuyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi cũng viết về đề tài người nông dân với những mất mát hy sinh. Xong phải kể đến Vợ Nhặt viết sau năm 1954, người ta mới cảm nhận tận cùng sự đau xót về một thảm cảnh khốc liệt, đó là nạn đói năm 1945. Và cuốn sách em giới thiệu cho học sinh ngày hôm nay chính là cuốn sách Vợ Nhặt, viết về đề tài người đói nhưng những người đói luôn nghĩ về sự sống, của nhà xuất bản Văn Học, gồm 178 trang. Khổ sách có chiều rộng 13cm và chiều dài 20,5cm. Ông viết rất chân thực, xúc động về cuộc sống của con người nơi đây, bởi có một cái là dù viết về phong tục hay con người, trong tác phẩm của Kim Lân, ta vẫn có thể thấy là cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn, nhưng con người Việt Nam vẫn luôn yêu đời, thật thà, hồn hậu. Khác với các nhà văn cùng thời như Ngô Tất Tố hay Nguyễn Công Hoan, làng quê trong tác phẩm của Kim Lân dẫu là những nhân vật nghèo, dân lao động thô sơ nhưng không bao giờ bị lam lũ, thô kệch, tùy toàn, bùa vây. Văn học của Kim Lân không hề u tối mà luôn toát lên những nét yêu đời trong sáng, tài hoa, một cây bút, chuyện ngắn vững vàng, viết về cuộc sống và con người ở nông thôn bằng tình cảm, tâm hồn của một người vốn là con đẻ của đồng ruộng. Cuốn sách này khi mới nhìn vào hình thức bìa sách, bản thân em đã rất ấn tượng bởi hình ảnh hai nhân vật Trà và Thị đứng giữa khung cảnh u ám của một xóm ngụ cư nghèo. Hình ảnh ấy như quá khứ sống động và chân thực, đủ để truyền tải nội dung của tác phẩm. Không chỉ ở hình thức mà nội dung cuốn sách Vợ Nhặt cũng tạo nên được những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn đọc. Tác phẩm Vợ Nhặt phác họa nạn đói năm 1945 bằng câu chuyện vừa bi vừa hài. Chàng là một gã cục mình quê mùa có phần xấu trai nhưng lại lấy được cô vợ Nhặt ngoài hàng bánh đúc. Chỉ với bốn bát bánh đúc mà nuôi riêng vợ chồng, đơn giản mà thấm tình, cái đói làm con người ta không nghĩ đến chuyện phép tắc nữa. Như tác giả viết, Thị xà vào ăn liên tục bốn bát bánh đúc. Cuộc sống của chàng khi có vợ Nhặt tuy có khó khăn hơn nhưng lại mở ra hướng suy nghĩ tích cực hơn cho anh và mẹ anh. Cái kết bằng tiếng trống vang dội báo hiệu cho anh một cuộc đời mới phải đứng lên đấu tranh. Tác phẩm phác họa một cách đầy chân thực và đầy cảm xúc. Cuốn sách là bức tranh sinh động vào những ngày tháng, năm tháng chiến tranh, và em nghĩ ai cũng nên đọc và tìm hiểu thêm để yêu thêm, hiểu hơn về những năm tháng gian khổ của dân tộc ta. Bằng sự tinh tế trong cảm nhận, chân thực trong miêu tả cũng sự am hiểu sâu sắc đối với đời sống tinh thần của những con người nông dân nghèo, nhà văn Kim Lân trong truyện ngắn Vợ Nhặt không chỉ tái hiện thành công, sinh động không khí ngột ngạt, u tối của nạn đói năm 1945, mà trên cái phông nền ảm đạm, thảm thương đó, nhà văn đã làm nổi bật lên vẻ đẹp của sự sống, của tình thương bên trong con người. Qua truyện ngắn, nhà văn Kim Lân cũng có thể cho độc giả thấy được vẻ đẹp và sức mạnh đích thực của tình thương. Nạn đói có thể hủy diệt con người ta về sự sống, thể xác nhưng tuyệt nhiên không thể làm mất đi tình yêu thương, cũng chẳng thể hủy diệt nổi sự sống, tinh thần và niềm tin của con người. Ở một ngôi làng nọ, nơi cái đói đã tràn đến xóm làng tự lúc nào, người người lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp lều chợ, người đói chết như ngả dạ. Thầy, đói quá, ngồi đây cả một ngày mà chả nhanh nhạy được cái gì. Đúng là đói bốc mép. Muốn ăn cơm cháo với giò lại đây mà đẩy xe bò với anh ý. Kìa, anh ấy gọi. Anh ấy gọi cô đấy, kìa. Anh ấy gọi cô đấy ý.
có khối cơm trắng mấy giò đấy. Này, có thật hay không đấy? Thật đấy, muốn đẩy thì mau lên đây. Đã thật vậy thì còn cần chờ gì nữa? Đẩy thì đẩy, chứ ai sợ gì, đang ấy nhỉ? Ở buổi họp chợ hôm ấy, chú vào đây uống miếng nước. Điêu, người như thế mà điêu, hôm ấy leo lẻo cái mồm mẹn xuống, thế mà mất mặt. Ôi, thôi chào, thôi để hôm nay vậy, ngồi xuống đây ăn miếng sầu đã. Chị vào đây ăn miếng dầu miếng bánh. Gớm, cảm ơn cô, ăn gì thì ăn chứ chả ăn dầu. Đây, muốn ăn gì thì ăn, thích cú cua hở. Ăn thật nhá, ừ, ăn thì ăn, ai sợ gì. Con gái con đứa ăn khỏe người đàn ông. Ngon. Ăn đánh 4 bát thôi, chứ về chị nhà thấy hụt tiền thì bỏ bố. Ôi tớ đã là quái gì có vợ. Đây mau để xe hàng rồi cùng về. Ô thật đấy à, thôi kệ mình đi. Cảnh 3. Giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy, một buổi chiều, người trong xóm cũng thấy chào về với một người đàn bà nữa. Mặt hắn có một vẻ gì phởn phơ khác thường. Hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Người đàn bà đi sau hắn chừng 3-4 bước. Người trong xóm tụ lại thầm thì: ai đấy nhỉ? Hay là người nhà bà cụ Tứ từ quê mới lên? Chả phải, từ ngày con đồ mả nhà ông cụ Tứ đã có ai lên đâu. Quái nhỉ? Hay là vợ anh cụ Tráng? Ừ, khéo mà vợ anh cụ Tráng thật anh em ạ. Trông chị ta thẹn hay đáo để. Ui chào, rồi đất này mà còn giữ cái của nợ này về, đói chết hết cả. Không biết có nuôi nổi nhau sống qua ngày hay không. Bác Tráng, bác Tráng ơi, bác đi đâu mà về muộn thế? Gói em uống miếng nước đã. Ôi chú à, thôi để hôm khác anh qua. Cánh nào kia bác? À, người quen, thôi để hôm khác tôi qua. Ok, hẹn bác nhé. Và Tràng tiếp tục đi. Sắp đến chưa? Sắp. Nhà có ai không? Mình tôi mấy u. Đã một mình lại còn mấy u, bé lắm đấy. Ừ nhỉ. Đây rồi. Thị lẳng lặng theo Tràng vào trong nhà. Cái nhà vắng teo đứng rừng gió trên mảnh vườn mọc nổi nhổ những bụi cỏ dại. Nhà không có người đàn bà, nhà cửa thế đấy. Thôi ngồi xuống đây cứ tự nhiên. Ôi sao hôm nay bà lao đi đâu thế nhỉ? Chàng loanh quanh đứng ngóng, lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà. Thì vẫn ngồi mớm ở mép giường, hai tay ôm khư khư cái thúng, mặt bần thần. Sao buồn thế nhỉ? Buồn thế nhỉ? Ôi u đã về, sao hôm nay u về muộn thế? Làm tôi đợi nóng hết cả ruột. U đã về ạ. Đây bạn tôi, nhà tôi mới về, phải duyên phải vận, phải số cả. Ừ, thôi thì các con cũng phải duyên phải tiếp với nhau, u cũng mừng. Nhà mình nghèo con ạ, chúng mày liệu vào nhau mà làm ăn, may ra ông trời cho khá. Biết thế nào hả con, ai giỏi ba họ, ai có ba đời. Thôi, con ngồi xuống đây cho đỡ bỏ chân. Kể ra phải có răm ba mâm thì phải đấy. Nhưng nhà mình nghèo, ai người ta chấp nhận thì lúc này. Thôi, hai đứa hòa thuận thì u cũng mừng rồi. Năm nay đói to đấy, các con mà lấy nhau vui thương quá. À, có đèn kìa, thắp lên cho nó sáng. Dầu bây giờ cũng đắt lắm mấy mày ạ. Con nó dậy rồi, ra sắp cơm kẻo muộn. Vâng. Này thằng chàng ghê cơ bản. Khi nào có tiền ra mua lấy đôi gà. Chỗ đầu bếp ở kia làm chuồng gà thì phải. Chẳng mấy mà có đàn gà cho mà xem. U nó chí phải, cái gì cũng đúng.
của cái này hay lắm. Chúng mày đợi u. Chạy khóa đấy con đáo để cám với mày ăn đi. Khối nhà không có mà ăn đâu. Vâng, cháo của cháu cháo của cụ ngon quá. Chống gì đấy u nhỉ? Chống thúc thuế đấy mày ạ. Kẻ nó bắt chồng đây, kẻ nó bắt đóng thuế. Dưới đất này ai mà sống khó nổi qua nổi con ạ. Ở đây bây giờ cũng phải đóng thuế ạ? Trên mạng Thái Nguyên, Bắc Giang người ta không phải đóng thuế nữa đâu. Người ta còn lấy cả thóc ở kho của Nhật chia cho người đói nữa đấy. Việt Minh à? Sao nhà mình biết? Trong suy nghĩ của chàng vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê sụp. Đằng trước còn lá cờ đỏ to lắm. Tự dưng hẳn thấy ân hận, tiếc rẻ vẩn vơ, khó hiểu. Ngoài đình tiếng chống thúc thuế vẫn dồn dập. Trong óc chàng vẫn nghĩ mãi về đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới. Tiết mục của lớp 18 đến đây là kết thúc. Kính chúc thầy cô và mọi người có thật nhiều sức khỏe. Và chúc hội thi có nhiều thành công tốt đẹp ạ. Chúc mừng phần thi vừa rồi của chi đoàn 10A8 ạ. The bell for regular updates on these exciting topics. Show us with a thumbs up that we can keep you engaged with the content of the bell for regular updates on these exciting topics. Show us with a thumbs up that we can keep you engaged with the content of